Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Con Rể Hậu Giang ạ. Dạ hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em Kha ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị ha. Vườn em Kha thì mình có rất là nhiều loại giống mai đủ loại kích cỡ, giá tầm vài trăm cho tới 1 triệu hoài thôi ạ. Quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm những giống siêu bông Bình Lợi hoặc là siêu bông Sài Gòn, bạch mai Tân Tân, cúc Thọ Hương, mình liên hệ với số điện thoại của em Kha giúp em cô chú ha. Em xin phép được vô clip chia sẻ luôn ạ. Em Kha. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 1. 1A. 1A là một cây giảo tự sắn. Dạ. Vườn em có một cây một duy nhất cô chú anh chị ơi. Sắn kích kịch luôn cô chú anh chị nha, ghép với phôi mai dán lồng đế. Cái này già. Cái củ tròn vo luôn cô chú anh chị ha. Hoành là 21. Dạ. Cái củ tròn vo này là 34. Chiều cao là 73, tán ngang là 45. Và mã số 1A, một cây giảo tự sắn này em xin lưu là 1 triệu 3 em bao ship tặng chậu. Dạ 1 triệu 3. Cái chậu ghép cũng to lắm đó cô chú. Dạ rồi. Rồi mã số. Dạ mã số thứ hai, mã số 2A. Hay cũng là một cây siêu bông Bình Lợi. Dạ cây này đang thả tàn dài thật được quá cô chú anh chị. Thân thì dạng lắc đế củ đế luôn cô chú anh chị nha. Hoành là 20. Chiều cao là 60. Tán ngang là 75. Và mã số 2A, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 2 bao ship. Dạ. Tặng chậu. 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Mã số 3A. Dạ mã số thứ hai, mã số 3A. Cây này tàn ấm tàn luôn. 3A là một cây siêu bông Bình Lợi em đâu mùa rồi cô chú anh chị. Lá mất vượt luôn nha cô chú nha. Khi ship em sẽ đưa về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Hoành 23. Dạ rồi. Chiều cao 60. Tán ngang là 85. Dạ mã số 3A, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 3 bao ship tặng chậu. Dạ. Bông đang nằm ở bường chào bá luôn chứ anh chị. Mã số 4A nha cô chú anh chị. Dạ mã số thứ hai, mã số 4A. Cây này lùng lực nha cô chú nha. Một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Vành chú y tí này là 27. Dạ. Cái củ đặc này là 44. Chiều cao là 50. Tán ngang là 50. Và mã số 4A, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 2 em bao ship. Cây này ship xa em sẽ không ship chậu cô chú anh chị. Cây này chắc được 4 bo nha cô chú ạ. À, đá cái củ trà đá nữa luôn. Dạ rồi. Và mã số 5. Chú 5 không bị. Và mã số tiếp theo, mã số 5A. Một cây siêu bông Bình Lợi mới đôn lực cô chú anh chị. Hàng này làm bao chuẩn giống cô chính chị luôn. Còn chỗ vị trí này là 34. Cái củ đế đạt này là 41. Chiều cao là 64. Tán ngang là 64 luôn. Và mã số 5A, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 3 em bao ship. Dạ. Cây này ship xa em sẽ không ship chậu rồi cô chính chị. Củ đế trà đá luôn cô chú anh chị, hoành to sắc lớn luôn cô chú nha. Dạ rồi. Mã số thứ hai, mã số 6A. Cây dáng trực củ đỏ không nghe cô chú anh chị. Cây này già mùa em đôn lại cô chú anh chị. Hoành là 23. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao 65. Tán ngang 65 luôn. Dạ mã số 6A, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho lưu là 1 triệu 3 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, cây này chậu ghép bự rồi nha cô chú anh chị. Ghép được 2, 4, 5 bò. Dạ.
Dạ số 6. Số 7. Số 7 nha. Dạ mã số tiếp theo mã số 7A. Cái này giáp cuốn bò luôn cô chú anh chị ha. Lùng lực luôn á. Còn chú ý tí này là 28. Dạ. Cái bề đáy đặt này là 50. Có hai cái giò ở túi luôn cô chú anh chị à. Đây hai cái giò luôn. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao 50. Tán ngang là 60. Và mã số 7A một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,5 triệu bao ship. Ghép được tặng chậu luôn. Cây này nằm trong cái chậu 4 của chú anh chị ơi. Nguyên cái củ đặt sọt luôn nha cô chú. Dạ rồi. Mã số 8A. Dạ mã số tiếp theo mã số 8A. Một cây siêu bông bình lợi luôn của chú anh chị. Nguyên một bãi đáy quá khứ luôn của chú anh chị. Còn chú y tí này là 29 của chú anh chị. Này nó hơi xé thước chút xíu à. Chú y tí này là 29 à. Chiều cao là 46. Cái này khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Ghép được 4 bò. Dạ. 4 bò mà là phát triển 3 bò. Và mã số 8A một cây siêu bông bình lợi này em xin vô lưu là 1,2 triệu em bao ship tặng chậu. Số 9A. Dạ mã số thứ hai mã số 9A. Một cây bạch mai tăng tăng. Mình chú vị trí này là 25. Cái ship em sẽ đưa dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Tán ngang 65 luôn. Dạ mã số 9A một cây bạch mai tăng tăng này em xin cho luôn là 1,2 triệu em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Cái đợt non vách chỉ mà hồng hồng nhìn dễ thương lắm cô chú anh chị nha. Có củ rế luôn ạ. Dạ rồi. Mã số 10A. Dạ mã số tiếp theo mã số 10A. Cây siêu bông bình lợi. Cây này tàn kính tàn luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Hoài là 25. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang 60 luôn. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. Dạ mã số 10A một cây siêu bông bình lợi này em xin vô lưu là 900 em bao ship. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dán trực nở đế nở cũ mà chi cành đều luôn nha cô chú nha. Cây này nó bị cái hẹo vậy nè cô chú anh chị. Mà nó liền da cô chú anh chị, sẽ lè. Không có bị chết, không bị lửa. Mười một A. Dạ mã số tiếp theo là mã số 11A. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ hoành là 23. Chiều cao là 60. Tán ngang là 70. Dạ mã số 11A. Một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 1,4 triệu em bao ship tặng chậu. 1,4 triệu nha cô chú. Cây này có củ nở luôn nha. Thân nó chi cành đều luôn á cô chú anh chị. Hàng này đâu mùa mới đâu lời lại cô chú anh chị. Bao chi giống cô chú anh chị luôn. Dạ rồi. 12A. Dạ mã số thứ hai mã số 12A. Dán trực củ nở luôn cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 24. Dạ. Củ đặt này là 35. Chiều cao là 65. Tán ngang là 65 luôn. Và mã số 12A một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,2 triệu em bao ship. Em cây này em sẽ không ship chậu cô chú anh chị. Cây này cái chậu kép nó bự gần bằng ngón út của mình luôn á cô chú anh chị. 3 4 6 bò nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ mã số 13A. 13A là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Hoành là 23.
chiều cao là 65, tán ngang là 65 luôn. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. Dạ, mã số 13A, một cây siêu bơm bình lợi này em xin cho luôn là 1,2 triệu bao ship tặng chậu. Dạ, 1,2 triệu. Ghép đủ tạng hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Dạ rồi. 14A. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 14A. Bốn mà đầu cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Hoành là 24. Bị tại nhẹ đây khiếu khiếu luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Tán ngang là 60. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ, mã số 14A, một cây cúc thọ hương này em xin vô lưu là 1,3 triệu bao ship, em sẽ không ship chậu ạ. Dạ. Tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị ha. Cây này thì chọc ghép gần bằng cái điếu thuốc của mình rồi ha. Không chọc. Mã số 15. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 15A. Một cây siêu bông bình lợi của chú chị. Dạ, hoành là 27. Chiều cao là 70. Tán ngang là 75. Dạ, mã số 15A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 1,6 triệu em bao ship tặng chậu. Dạ, phải tược non ra mức ruột luôn cô chú anh chị ha. 1,6 triệu cho nhẹ. Dạ rồi. À. Mã số 16A. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 16A. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Hoành là 24. Chiều cao là 64. Tán ngang là 66. Dạ, mã số 16A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,5 triệu bao ship tặng chậu. Tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị ha. Cái này có gọng kiểu xê đáy nở luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ. 17A. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 17A. Lùng lực cổ não luôn cô chú anh chị ha. 17A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 28. Chiều cao 70. Tán ngang là 65. Dạ, mã số 17A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Cái này nó nôm lên mà nó gom củ đặc luôn nha cô chú chị ha. Cây dán trực luôn à. Ghép được 7 bo nha cô chú anh chị. Dạ. 18. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 18A. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cái tàn thùm lum luôn nha cô chú. Giọng chữ C luôn cô chú anh chị. Hoành là 30 đúng luôn. Chiều cao là 70. Tán ngang là 85. Dạ, mã số 18A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 2,5 triệu bao ship tặng chậu. Dạ. Cây này đẹp của chú anh chị, đủ cành luôn. Giọng chữ C luôn. Chi cành phát triển lùm lùm tàn luôn của chú anh chị ha. Cái chọt ghép là gần bằng cái điếu thuốc mình đó của chú anh chị. Tế đều luôn nha. Dạ rồi. 19 không Bi? 19A. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 19A. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Có cái câu gắt lắm nha cô chú anh chị ha. Hoành là 21. Chiều cao là 40. Tán ngang 40 luôn. Dạ, mã số 19A. Một cây siêu bông bình lợi này em xin vô luôn là 700 bao ship. Em sẽ không ship chậu ạ. Thân thì lắc mà đế, có đế luôn nha cô chú anh chị. 700 bao ship em không ship chậu. Cây này thì mình ghép được khoảng 3 bo nha cô chú ha. Dạ rồi. Mã số 20A. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 20A. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 21. Dạ rồi.
chiều cao là 50, tán ngang là 45. Và mã số 20A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 800 em bao ship, tặng chậu luôn. Cái này một bo mà nó phân chi cành nách lá quá trời luôn á cô chú anh chị. Cái này lấy cỡ 40 bo có trên cô chú anh chị. Nhấp được 30 nhíp nha cô chú anh chị ha. Đây mã số thứ hai, mã số 21A. Cây nãy đang đi cơ học quá trời luôn á cô chú. Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Cây này lấy trên 50 bo cô chú anh chị. Mấy hàng này bên em là bao chữ giống cô chú anh chị. Hoành là 25. Dạ. Cây này khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao là 55, tán ngang là 70. Và mã số 21A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 1,2 triệu em bao ship, tặng chậu luôn. Có mặt bông trên cây luôn cô chú anh chị ha. Trồng ghép thì phát triển rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị, uống luôn nha. Bình lợi nó bông cục cục vậy cô chú. Nó một chùm. Dạ rồi. 22. À. Dạ mã số thứ hai, mã số 22A. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Giá ngoài là 22. Chiều cao là 50. Tán ngang 60. Dạ mã số 22A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 700 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ, 700 nha cô chú anh chị. Cái này cũng nở củ nở đế lắm nha cô chú ha. Dạ rồi. 23A. Dạ mã số thứ hai, mã số 23A. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Ghép 3 bo nha cô chú anh chị ha. Và là 19. Dạ, cái bo này cô chú anh chị ơi. Dạ, cái bo này là 55. Tán ngang là 38. Dạ, mã số 23A, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 700 em bao ship, tặng chậu luôn. Cái cò nó rất là gắt luôn ha cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 24A. Một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Dạ. Cây này là bị rớt một bon ở đây, khi ship em sẽ ghép lại cho cô chú anh chị bo này. Một cây tực bay. Củ nở luôn nha cô chú. Dạ hoành là 27. Chiều cao là 65. Chiều dài cành bay này là 95. Dạ mã số 24A, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho lưu là 2,3 triệu em bao ship, tặng chậu. Dạ 2,3 triệu, cây này ghép rất là nhiều trục ghép nha cô chú nha. Mấy cái bao ghép thì cả từ ống hút mình thôi cô chú anh chị. Củ đế não luôn à. Dạ rồi. Dạ mã số 25A nha cô chú anh chị. Dạ mã số thứ hai, mã số 25A cô chú anh chị. Hàng nặng quá em không kinh lên nổi cô chú anh chị. Dạ hàng khủng luôn á với cô chú anh chị. Mình ghép giống mai gì em ha. Dạ 25A này là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cái tàn nó phát triển dài thuộc lượt luôn cô chú anh chị nha. Cái này lấy hàng cả ngàn bo của chú anh chị. Cái bo ghép là ú nu luôn nha cô chú anh chị. Chưa, để chị coi bo ghép nha. Bo ghép này chắc bằng bự hơn ngón út của em ha cô chú anh chị. Mặt cá kéo nhựa đó là mạnh luôn nha. À, trên đầu này, mấy cái bo ghép này hả? Ú nu luôn cô chú. Cái bo ghép không nó dài cũng gần cả mét luôn đó cô chú anh chị. Dạ hoành chú gì tí này là 41 đúng luôn cô chú anh chị. Dạ. 41 đúng luôn. Có cái vỏ chân chịu hết tên cô chú anh chị. Nở củ đế luôn á cô chú. Cái nồi đế này là 1m12. Dạ. Cái này khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m35 cô chú anh chị ạ. Cái tàn thầm lùm luôn nha cô chú anh chị nha.
Dạ mã số 25A một cây siêu bông mình lợi này em xin vô luôn là 18 triệu. Dạ. Em bao ship 200 km. Cái này ghép đủ chi đều tàn luôn ha. Hàng này là bao chuyển giống của chú anh chị ạ. Mấy bao ghép là mập mập hơn một cô chú anh chị. Cái phôi không cũng rất là lực nha cô chú nha. 18 triệu mã số 25A siêu bông bình lợi. Có cái rễ chịu phía trước luôn rồi nha cô chú anh chị. Cái này đế đẹp của chú anh chị ạ. Dạ rồi mã số 25A cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị nha.